Người được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh là Tina Dương cũng đã bị bắt để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau sự việc liên quan của siêu lừa Anna Bắc Giang, Ninh Thị Vân Anh vào tháng 10 năm 2022, cụm từ thao túng tâm lý bỗng trở nên vô cùng quen thuộc với mọi người khi mà nó nhan nhản trên các tờ báo, đề sách dạy kỹ năng và các trang mạng xã hội. Để giải thích đơn giản thì thao túng tâm lý chính là hình thức khiến bạn rơi vào một trạng thái tội lỗi không có hồi kết. Bất kể bạn làm gì hay nói gì thì bạn cũng sẽ phải dè chừng và sợ hãi trong chính mối quan hệ của mình với đối phương. Bạn kẹt trong một mối quan hệ mà tinh thần bạn trở nên tệ hơn mỗi ngày, nhưng mà bạn vẫn ngỡ là mình rất hạnh phúc. Lạ đúng không? Định nghĩa này là những gì tôi rút ra được từ chính người đã thao túng tâm lý tôi suốt 2 năm qua. Và không sai đâu, bạn sẽ ngỡ là bạn hạnh phúc trong chính mối quan hệ đó. Và đó cũng là lý do tại sao bạn không thể nào mà rời đi được. Đó là những lời tâm sự đầu tiên của tác giả Lâm Duệ Nghi trong bài viết Làm gì khi mắc kẹt với một kẻ thao túng tâm lý, được đăng tải trên website của Spider Room, với mong muốn có thể giúp tất cả chúng ta cảnh giác hơn với những dấu hiệu bị thao túng tâm lý và cách để thoát khỏi mối quan hệ độc hại đó dựa trên những trải nghiệm cá nhân. Cùng đọc kỹ hơn bài viết tại link được đính ở phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ thì chúng mình cùng bắt đầu thôi. Bạn có đang bị thao túng tâm lý hay là không? Tôi đã kẹt trong một mối quan hệ toxic hay mối quan hệ độc hại trong khoảng 2 năm. Trong 2 năm đó, mặc dù tôi không từ bỏ sự nghiệp của mình, nhưng tôi mất dần kết nối với gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Nếu như một chút lý trí của tôi cũng mất sạch, thì có lẽ giờ đây tôi đã mất trắng, không còn sự nghiệp, chẳng còn người xung quanh, mà ngay cả tinh thần cũng bị vùi dập đến kiệt quệ. Lần đầu tiên khi mà tôi biết đến thuật ngữ thao túng tâm lý là khi một người bạn đã hỏi tôi rằng: "Mày biết gaslighting không? Tao có cảm giác X đang hành động như vậy với mày á." Một lời cảnh báo nhỏ cho những gì đang xảy ra trong cuộc đời của tôi, nhưng tôi lại không kịp nhận ra trong lúc đó. Nhưng thật ra, nó đã khiến cho tôi cảnh giác và bắt đầu thoát khỏi vòng lặp này. Trong suốt 2 năm, tôi bị kẹt với một người tự cho rằng mình là nạn nhân của căn bệnh trầm cảm và một mối quan hệ không rõ ràng giữa tôi, anh ta và cô bạn gái cũ. Anh ta bảo là do chính tôi ép anh ta chia tay, do chính tôi khiến anh ta khổ sở. Và mỗi lần khi tôi đòi nói rõ mọi chuyện thì anh ta lại bảo rằng tôi là một drama queen chính hiệu. Cứ bất kể có chuyện gì, anh ta lại dùng hình thức bóp méo sự thật khiến cho tôi rơi vào hoang mang và tội lỗi. Nhưng đợi đến lúc tôi bắt đầu giận dữ thì anh ta lại dùng những nỗi đau trong quá khứ để níu tôi lại, rằng anh ta đã giúp tôi thế nào và tôi đã tốt lên ra sao nhờ anh ta. Và giờ nếu tôi mà bỏ đi thì chẳng còn ai có thể giúp anh ta được nữa. Anh ta cô đơn và anh ta đã chọn giúp tôi. Nhưng đến lượt của anh ta thì tôi lại trở thành một kẻ theo anh ta nói là chỉ biết bỏ chạy. Đó là những gì mà tôi phải gánh chịu suốt 2 năm. Và trong 2 năm đó, anh ta không hề chia tay với bạn gái cũ, cũng chẳng có căn bệnh trầm cảm nào ở đây cả. Trong suốt 2 năm, nó là một kẻ ích kỷ, thích đóng vai nạn nhân, và đến cuối, kẻ đó vẫn chưa bao giờ cho rằng đó là lỗi của mình. Về phần câu chuyện này, tôi sẽ kể lại chi tiết vào một dịp khác, còn hãy đến phần chính của bài viết nào. Những giai đoạn và các kẽ hở khiến ta bị thao túng tâm lý. Những kẻ thao túng tâm lý thường rất thông minh, nhạy cảm và cực kỳ tình cảm. Những giai đoạn mà tôi đã từng trải qua chính là: đầu tiên, đau khổ khi bị quá khứ dằn vặt. Thứ hai, được giúp đỡ và cảm giác biết ơn. Thứ ba, cảm thấy họ đáng thương và cần sự giúp đỡ. Thứ tư, không thể bỏ rơi họ vì họ chỉ có một mình. Thứ năm, không thể bỏ rơi họ vì mình chỉ có một mình. Cảm thấy tội lỗi khi bỏ rơi họ và những hành động của mình với họ. Vì họ hành xử như do mình nên họ mới trở nên tệ như thế. Thứ bảy, cảm giác được yêu thương và có người thật sự thấu hiểu. Tám, rơi lại vào vế thứ nhất và lặp lại. Nếu được vẽ đồ thị cho những giai đoạn đó thì chính là bản thân tôi đã có chuyện khiến cho tôi khổ sở trước. Họ vươn tay ra kéo tôi vực dậy và rồi tới phiên họ gục ngã. Khi bạn đã nhận được sự giúp đỡ, điều tiếp theo chính là giúp đỡ lại họ. Và sau đó, chính bạn bị họ kéo xuống một đáy vực còn sâu hơn nơi mà bạn đã gục ngã trước đó. Họ tách dần những mối quan hệ xung quanh bạn ra và bằng cách tìm hiểu bạn trước và lợi dụng những kẽ hở trong mối quan hệ giữa bạn và mọi người.
Trong những mối quan hệ giữa bạn và bạn bè và người thân, nhất định luôn luôn có một cảm giác buồn hoặc tủi thân nào đó mà tôi gọi là kẽ hở. Bạn thân của bạn rất tốt, nhưng họ có những tính xấu như là hay cọc với bạn, hay trách hờn bạn, hoặc đôi lúc họ có lỡ lời hoặc chẳng biết khuyên nhủ bạn như thế nào. Người thân thì luôn quan tâm chúng ta, nhưng đôi khi họ lại gây áp lực cho chính chúng ta bằng những điểm xấu, sự nghiệp, tiền bạc, hoặc là họ đã từng gây lỗi lầm gì đó ở quá khứ với chúng ta. Nói chung là trong bất kỳ mối quan hệ nào thì cũng không tồn tại sự hoàn hảo tuyệt đối. Và chính những điều không tuyệt đối đó là lý do hoàn hảo cho kẻ thao túng tâm lý lợi dụng và khoét sâu thêm vào vết thương giữa các mối quan hệ. Lấy trường hợp bạn bè không biết cách an ủi bạn khi bạn buồn, có đôi khi chỉ là họ lỡ lời, hoặc là thật sự họ không biết nên khuyên như thế nào. Nhưng mà như vậy thì đã sao? Những gì họ không biết thì không định nghĩa họ là một người bạn xấu. Họ vẫn luôn giúp đỡ chúng ta khi chúng ta cần, và luôn sẵn sàng có mặt khi chúng ta gọi, và luôn là một người lắng nghe, có khi là lâu lâu thì mới hiểu. Những kẻ thao túng tâm lý lúc này sẽ đem những gì bạn tức giận mà khơi mào nhiều hơn. Nào là họ không chịu học cách để an ủi chúng ta, họ không tôn trọng cảm xúc của chúng ta, hoặc họ chỉ ích kỷ khi biết nghĩ đến lợi ích của họ. Khi một tật xấu của một ai đó bị khơi ra quá nhiều và diễn ra chậm rãi mỗi ngày, thì đến ngày thứ tư hoặc thứ năm, với người tâm lý yếu sẽ bị ảnh hưởng. Từ đó mà sinh ra cảm giác khó chịu với những người bạn kia của mình. Lâu dần thì sao? Chính là bạn sẽ tự cô lập chính mình khỏi những mối quan hệ mà bạn đang có cảm giác là không hoàn hảo kia. Cho đến một lúc nào đó, bạn sẽ chỉ còn một mình và người đang thao túng tâm lý mình. Khi bạn chỉ còn lại một người duy nhất là họ, thì lúc đó chúng ta sẽ phải dựa vào họ hoàn toàn. Những lúc này kẻ thao túng tâm lý sẽ khiến cho chúng ta có cảm giác tương tự là họ cũng chỉ có một mình, và chúng ta không thể nào bỏ rơi họ vào lúc đó. Trong giai đoạn đó, họ sẽ khiến cho chúng ta có cảm giác ấm áp, yêu thương, và họ là tất cả đối với chúng ta. Những người có tâm lý yếu và bị thao túng tâm lý thường cảm giác rất cô đơn, và kẻ thao túng tâm lý hoàn toàn hiểu được điều này, để dễ dàng khiến chúng ta rơi vào cái bẫy cảm xúc. Chúng ta luôn nghĩ mình có một người luôn thấu hiểu và yêu thương mình. Khi cảm xúc chúng ta đối đầu với họ là đã đủ, dần dần họ sẽ bắt đầu đóng vai nạn nhân và khiến chúng ta rơi vào cảm giác mặc cảm tội lỗi. Bất kỳ hành động nào hay lời nói nào cũng sẽ khiến cho chúng ta có cảm giác mình mang ơn họ. Mình phải giúp họ, là do họ bị thế này thế kia nên họ mới hành động tệ với mình, hoặc là do mình nên họ mới như thế. Nhận biết được từng giai đoạn và sự thật là chúng ta đang rơi vào một cái bẫy tâm lý là một việc cực kỳ khó khăn. Có những nạn nhân họ chấp nhận sống trong sự thao túng tâm lý chứ không muốn thoát khỏi nó bởi vì một nỗi sợ vô hình. Họ sợ khi mất đi người đó, họ sẽ chẳng còn ai cả. Họ sợ khi thực sự thoát khỏi người đó sẽ trở nên càng tồi tệ hơn và mình là nguyên nhân. Họ sợ khi thoát khỏi sự thao túng tâm lý, họ sẽ không biết đối diện với sự ngu ngốc của mình như thế nào, và họ sợ cả sự thay đổi. Đây đều là những điểm yếu mà một kẻ thao túng tâm lý tai tình sẽ lợi dụng. Vậy thì làm sao để thoát khỏi nó? Hãy tỉnh táo để nhận định rõ thế nào là hạnh phúc. Tôi biết là trong cuộc sống, chúng ta luôn phải chịu khổ. Nhưng mà đừng nhầm lẫn giữa việc một chút hy vọng trong một mối quan hệ độc hại và hạnh phúc thật sự khi ở cạnh một người. Hãy nhìn nhận thật rõ ràng những gì đang xảy ra trong chính tâm lý và thể chất của mình. Nếu bạn vẫn còn hoang mang làm như thế nào, thì tốt nhất là cứ tạo cho mình một checklist. 1. Cơ thể bao gồm cả thể trạng, vóc dáng và ngoại hình của bạn có trở nên tệ hơn hay không? 2. Cảm xúc của bạn mỗi khi thức dậy là tràn ngập vui vẻ hay là mệt mỏi? 3. Người đó bắt đầu đóng vai nạn nhân, câu đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bạn là gì? Là lại nữa rồi, phiền phức thật, hay là một cảm giác chán ghét nào đó? 4. Bạn có đang khao khát một sự giải thoát hay là không? Mặc dù bạn tiếc mối quan hệ đó, nhưng trong tiềm thức bạn vẫn luôn khao khát một sự rời đi. 5. Xem xét lại các mối quan hệ cũ, đặc biệt là với người thân gia đình, bạn có đang mất dần đi những mối quan hệ như vậy hay là không? 6. Bạn có nghe thấy những lời cảnh báo từ những người xung quanh hay là không? Như là câu hỏi của người bạn đã nói với tôi ở trên chẳng hạn. Sau khi đã lập cho mình một danh sách rồi, và nó hoàn toàn ổn khi mà danh sách của bạn dài hơn cái danh sách ở trên, và bạn hãy tự trả lời từng câu hỏi một, bạn sẽ nhận ra mối quan hệ hiện tại đang có những vấn đề gì khiến cho bạn khổ sở hay là không. Như tôi của suốt 2 năm qua cứ chết chìm trong nỗi đau, hạnh phúc rồi lại đau khổ, một vòng lặp không hồi kết. Nhưng điển hình nhất vẫn là sự mệt mỏi trong tâm trí và cảm giác khó chịu mỗi ngày.
những vết sẹo ở trên tay tôi càng lúc càng nhiều và tâm trí lúc nào cũng căng như dây đàn. Hãy hiểu rằng hạnh phúc là một hành trình đi từ đau khổ đến vui vẻ. Nhưng trong quá trình đó là sự đồng hành của hai người cùng phát triển lên trong một mối quan hệ, chứ không phải là sự nhẫn nhịn và cảm giác tội lỗi hoặc là đau khổ dai dẳng từ ngày này sang ngày khác. Hãy hình dung cuộc sống của bạn là một bức tranh với đủ mọi loại màu sắc. Nếu xung quanh bạn có nhiều màu sắc tươi sáng, cảm giác trong lòng bạn cũng sẽ vui vẻ hơn trước những sóng gió của cuộc đời. Còn nếu là điều ngược lại, tôi nghĩ rằng bạn cũng sẽ có câu trả lời cho chính mình rồi. Giúp đỡ người khác là lòng tốt, không phải là trách nhiệm. Tôi biết là chúng ta hay có những cụm từ như là nợ tình, nợ nghĩa khi một ai đó từng giúp mình, và đương nhiên là mình sẽ phải giúp đỡ lại họ. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta mắc nợ họ cả đời, hoặc cho đến khi họ thay đổi thì mới tính là đã giúp. Hãy hiểu là chúng ta không có trách nhiệm thay đổi họ hay là khiến cho họ thay đổi. Việc giúp đỡ người khác chỉ xuất phát từ lòng tốt và mong muốn giúp đỡ của chúng ta. Nhưng họ có thay đổi hay không thì không phải là trách nhiệm của chúng ta. Người thao túng tâm lý thường sẽ đem quá khứ tình nghĩa ra để khiến chúng ta suy sụp và muốn giúp họ như cách mà họ đã giúp chúng ta. Trước khi chúng ta chìm trong cảm giác tội lỗi, hãy nhớ thật kỹ điều này. Trong cuộc sống, chúng ta nhận rất nhiều sự trợ giúp đến từ nhiều người. Nhưng việc thay đổi hay là không, tốt lên hay là không thì là quyết định và ý chí của chúng ta. Nếu chúng ta nhận 10 lời khuyên và chọn bỏ ngoài tai, thì việc chúng ta có tốt lên hay không thì xác suất chắc chắn là 0%. Vế ngược lại cũng tương tự. Chúng ta cứ giúp hết sức có thể, nhưng chỉ trong sức của chúng ta, và nếu không được thì cũng không phải là lỗi của mình. Chúng ta không có trách nhiệm với bất kỳ cuộc đời của ai ngoài chính mình cả, nên hãy để bản thân tốt trước khi giúp người khác nhé. Một mối quan hệ tốt sẽ luôn tốt hơn là một mối quan hệ lâu dài. Có những khi chúng ta sợ bước ra khỏi một mối quan hệ chỉ bởi vì chúng ta sợ những thay đổi. Những người đến sau chúng ta là ai, họ có tốt hay không, bắt đầu lại với một mối quan hệ mới thì người xung quanh sẽ nói với chúng ta như thế nào? Họ có dè bỉu chúng ta hay là không, có nghĩ rằng mình ngu ngốc hay không? Và họ có khinh thường cuộc sống tội nghiệp của chúng ta hay không? Nghe đến một mối quan hệ 5 năm, 10 năm thì ngầu thật đấy. Nhưng mà bền vững không đi kèm với hạnh phúc, mà hạnh phúc thì chắc chắn là bền vững. Hai cái vế này khác nhau nên hãy suy nghĩ thật kỹ. Đừng vì một lý do đã quen lâu rồi, tình cảm sâu đậm mà sợ hãi rời bỏ một mối quan hệ độc hại. Có rất nhiều nỗi sợ vô hình tồn tại trong tâm trí của chúng ta, và nỗi sợ đối diện với sự thật là 5 năm, 10 năm thanh xuân của chúng ta bỏ ra là lãng phí lại chính là nỗi sợ lớn nhất. Có những cô nàng mộng mơ thích mọi người ngưỡng mộ rằng họ có một cuộc tình đẹp. Những trái tim thiếu nữ luôn sợ hãi những ánh nhìn xung quanh khi kết thúc một mối tình. Nhưng mà bạn biết không, một mối tình lâu dài và khiến chúng ta tệ hơn thì nó còn tệ hơn là bạn dám bỏ hết và bắt đầu lại với một bản thân đẹp hơn và hạnh phúc hơn với một cuộc tình mới. Và trước khi làm điều đó thì bạn phải hiểu là bí mật của hạnh phúc là lòng dũng cảm. Đừng để những thứ độc hại tồn tại xung quanh chúng ta khiến chúng ta càng lúc lại càng hèn nhát. Đừng để bất kỳ ai hoặc là thứ gì tách chúng ta ra khỏi gia đình. Nếu bạn cảm thấy gia đình bạn là một gia đình độc hại, thì hãy tham khảo những dấu hiệu nhận biết ba mẹ độc hại hoặc là anh chị em độc hại một cách kỹ càng. Và tư vấn tâm lý thật kỹ trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định nào liên quan tới gia đình. Còn nếu không thì đừng để bất kỳ ai hoặc là bất kỳ thứ gì tách chúng ta ra khỏi gia đình mình. Một người thật sự yêu bạn, điều đầu tiên anh ta làm chính là tôn trọng gia đình của bạn. Một tình yêu đúng nghĩa là khi mối quan hệ đó khiến cho tình cảm của bạn càng thêm gắn bó. Trước đây tôi có một người bạn, lý do khiến tôi không bao giờ quên được người bạn này là vì câu chuyện mà anh ấy kể khiến cho tôi dù trải qua bao nhiêu giai đoạn của cuộc đời cũng không thể nào quên. Và càng trải qua nhiều, tôi lại càng thấy thấm thía về những gì mà anh đã kể. Anh ấy bảo rằng anh từng có một cô bạn gái người Nhật và cô gái này là người mà anh yêu nhất cho đến hiện tại. Khi tôi hỏi lý do vì sao mà anh và cô ấy chia tay, anh chỉ buồn và nói bà cô ấy thích cô ấy lấy một người đàn ông Nhật hơn là một người đàn ông da trắng. Thế nên anh và cô ấy chia tay, nghe thật vô lý đúng không? Câu đầu tiên của tôi lúc đó là tại sao? Nếu suy xét kỹ lưỡng thì rõ ràng anh và cô ấy rất yêu nhau, và tại sao anh lại không dẫn cô ấy về Canada và hai người có thể sẽ hạnh phúc với nhau?
Nhưng lúc đó thì anh chỉ cười và nói rằng anh không có quyền tách cô ấy ra khỏi gia đình của cô ấy. Dù tình yêu có to lớn đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cái việc đẩy người mình yêu vào cái thế phải chọn giữa người yêu và gia đình cũng là một hành động ích kỷ. Anh không có quyền làm như vậy, vì anh không dám cam đoan anh có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy hay là không. Nhưng mà anh cam đoan gia đình sẽ luôn là nguồn hạnh phúc lớn nhất cho cô ấy. Trong một cuộc tình hay bất kỳ mối quan hệ nào đó ngoài tình thân, thì câu nói bất hữu luôn là chỉ có ba mẹ mới yêu con vô điều kiện, còn thế giới này phải có điều kiện thì mới yêu con. Ba mẹ luôn là người chấp nhận tất cả để hy vọng chúng ta hạnh phúc. Và có thể là họ có những lỗi sai trong giáo dục, nhưng bạn hãy bình tĩnh và nghĩ lại xem, liệt kê thử xem ba mẹ đã làm gì có lỗi với mình xem. Ba mẹ không chiều chuộng chúng ta, ba mẹ giết chết ước mơ của chúng ta, ba mẹ kiểm soát vân vân và mây mây. Có thể là lỗi lầm của họ cũng kha khá đấy, nhưng mà bây giờ bạn thử liệt kê những gì ba mẹ đã hy sinh và đối xử tốt với mình mà xem. Tôi cam đoan là chúng ta sẽ kể không bao giờ hết. Họ hy sinh thời gian, tiền bạc và cả những gì quý giá nhất của họ cho bạn. Những lúc bạn càn quấy nhất, họ vẫn luôn ở đấy, chấp nhận một đứa con làm tổn thương họ, nhưng mà vẫn hy vọng bạn có được hạnh phúc. Họ có những lỗi sai, nhưng những lỗi sai đó có đáng để tha thứ hay không? Tại sao lại không nhỉ? Khi những gì họ đã mang đến cho chúng ta nhiều hơn những nỗi đau mà chúng ta đã phải chịu. Và đâu biết chừng, chính họ cũng đang bị chúng ta tổn thương rất nhiều. Hãy thử trò chuyện với người nhà nhiều hơn, vì không biết thời gian chúng ta có thể ở bên cạnh họ là bao nhiêu lâu. Hãy dùng công cụ thần thánh nhất là giao tiếp để hiểu hơn và gắn kết với cả họ, thay vì tin vào những lời nói ngon ngọt bên ngoài mà tổn thương họ. Trên đây là những đúc kết mà tác giả Lâm Duệ Nghi đã rút ra từ chính câu chuyện của mình, và tác giả hy vọng nó sẽ giúp được bạn. Hy vọng rằng mọi người hãy luôn tin vào những gì từ sâu thẳm cảm xúc của mình. Nếu bạn cảm thấy đau đớn và khổ sở trong một cuộc tình hay là một mối quan hệ nào đó, đừng đợi đến khi nó đi quá xa rồi thì mới hối hận. Đừng để bất kỳ điều gì khiến bạn trở nên cô độc trong cuộc đời này và đánh mất những gì đã từng quan trọng với cả mình. Chúng ta đều có thể lựa chọn sai, nhưng đừng cố dùng thời gian và công sức của mình để chứng minh rằng nó là đúng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Những mối quan hệ độc hại là thứ không ai mong muốn, nhưng mà nếu chúng có lỡ xảy đến trong đời bạn, thì hãy vững tin rằng chúng ta có thể dũng cảm thoát ra và chúng ta vẫn sẽ ổn thôi. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh Spider Room để nhận về những video thú vị tương tự nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mình là Pink Dot. See ya.